Vườn rau hữu cơ này do thạc sĩ hóa học Nguyễn Thị Quỳnh Viên và thạc sĩ bác sĩ dinh dưỡng Trần Ngọc Diệp chung tay xây dựng. Tại vườn rau, những người nông dân không chỉ chăm sóc, nhổ cỏ, bắt sâu, vân vân mà còn ghi chép một cách tỉ mỉ từng ngày gieo hạt, bón phân. Các nông dân sẽ ủ hoai, ủ men vi sinh với các nguyên liệu tự nhiên như là mùn cưa, trấu, rơm và sử dụng chế phẩm sinh học thay cho thuốc trừ sâu. Qua cái quá trình mình làm đó thì thực ra là mình phải mất hết 1-2 năm để mình mới có thể là điều phối một cái quy trình nó ổn định. Hiện tại Happy Veggie sẽ cho thu hoạch 80-100kg rau mỗi ngày với các loại rau ăn theo mùa như là rau cải dúng, rau đay, rau muống, rau cải ngọt, rau cải ngồng, rau xà lách, đu đủ, bí đao, mướp và v.v. Khách hàng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm của Happy Veggie tại các cửa hàng rau sạch hoặc đặt mua online theo địa chỉ vườnrauhucơ.vn.